bạn thường hay báo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết nhường nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước, thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng. Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung, đời đâu biết mà ngờ hào hoa số nặng nợ, cũng vì hào hoa cũng là hoa mà hồi đó em bị kiềm, là em tỉ hiền với chị em bạn gì và yêu thương gieo khắc em như biết anh dạy gì nè.